Kỳ Lân tiên cảnh chính là đây, Phật Thích Tăng Quy ở chốn này. Tả có chùa tiên trong động đá, hữu kìa lăng tổ giữa rừng cây. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đó là những câu thơ thất ngôn bát cố quốc ngữ khuyết danh để ca ngợi về cảnh vật huyền ảo nơi lăng Phật Thích Đinh Tiên Hoàng Đế ở xã Gia Phương, huyện Gia Viễn. Người đã có công diệp loạn 12 sứ quân, thống nhất Giang Sơn và lập ra nhà nước Đại Cổ Việt trong lịch sử dân tộc. Như quý vị thấy, nơi đây phong cảnh hữu tình, đây được coi là nơi đắc địa, một điểm hội tụ được mọi khí thiêng của trời đất sông núi. Với sự kính trọng mà nhân dân nơi đây dành cho vua, khu quần thể lăng Phật Thích được tôn tạo giữ gìn và vẫn giữ nguyên được nét đẹp văn hóa lịch sử. Chào bác ạ. Cảnh quan nhìn rất là đẹp và phong cảnh rất là hữu tình. Vậy thì bác có thể chia sẻ một chút xem là các cái khu vực và cái quy mô ở đây nó như thế nào không ạ? Đằng trước của mình đây là cái núi Vũ Nhạc. Và đây là cái chùa Kỳ Lân, cái chùa phần dưới này là mới xây dựng lại. Vâng, thì nó rất là nó nằm trên một cái khuôn viên của cái khu chùa cũ ngày xưa. Bên phải của mình là cái chùa Kỳ Lân. Vâng. Nằm trên chỗ bên trên lưng chừng núi, trong cái động Kỳ Lân nó rất là đẹp. Vâng. Trước đây là thờ Phật. Và chúng ta ngay bên phải chúng ta bên này là cái lăng Phật Thích cho nhà Đinh, nơi mà là đẻ thân phụ mẫu của bố của Đinh Bộ Lĩnh. Tí nữa chúng ta sẽ lên để tham quan cái khu di tích của nhà vua trên núi Kỳ Lân này. Vâng. Tất cả những cái khu vực này, cây xanh các thứ là sau này là giữa khu di tích đền thờ Vũ Đinh Tiên Hoàng cộng chùa, chúng ta là khôi phục trồng lại những cái cây cảnh đẹp trong cái khuôn viên làng Phật Thích. Vâng, hiện nay chúng ta đang đi đến cái khu làng Phật Thích. Vâng. Của nhà Đinh. Vâng. Bên truyền đây là khu làng Phật Thích, mà cái nơi mà đã sinh ra Đức vua Đinh Tiên Hoàng Đế. Vâng. Vâng. Một cái vị thế rất là đẹp, đúng không ạ? Và cảm nhận thấy được cái sự uy nghi, cái sự linh thiêng ở đây ạ. Vâng, khu vực lăng thì để được đặt ở cái phần thung lũng của cái khu vực núi đá này. Hai bên là hai cái dãy núi trầu ra giống như là cái ngai vàng. Vâng, của cái nhà vua đang ngựa ở đây. Vâng, chúng ta nhìn lên trông rất là bề thế của cái khu vực này. Mỗi người dân và du khách khi mà đến đây để tham quan chiêm bái chùa thì đồng thời cũng được thăm lăng Phật Thích, cũng là một cái lời nhắc nhớ về công lao của các cái vị vua, đúng không ạ? Thường xuyên là thế, bởi vì tất cả các khách đến đây thì đều được hướng dẫn để nói về cái vị vua Đinh Tiên Hoàng Đế mà người đã sinh ra tại cái quê hương này. Người dân ở đây thì thường xuyên là tu bổ sửa sang các cái công trình thờ tự về đời của Đức vua Đinh Tiên Hoàng Đế và gìn giữ lại những cái gì mà trước đây đã để lại, và có gì hỏng hóc thì tiếp tục lại sửa sang lại để cho cái nơi thờ tự của Đức vua cha Đinh Tiên Hoàng Đế được ngày càng khang trang và sạch sẽ. Thưa quý vị và các bạn, nơi tôi đang đứng đây là đường trục của xã Gia Phương. Những năm qua, từ phong trào xây dựng nông thôn mới, các tuyến đường của địa phương được nâng cấp, việc giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo lập cảnh quan xanh sạch đẹp được nhân dân tích cực chủ động thực hiện. Phát huy những giá trị văn hóa lịch sử của quê hương, nhân dân xã Gia Phương không ngừng lao động sáng tạo, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Năm 2020, địa phương đã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới. Mọi mặt của đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội được nâng cao. Những kết quả này minh chứng cho sự đồng lòng đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Gia Phương trong mục tiêu xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Những năm qua, các phong trào thi đua tiếp tục được đẩy mạnh, các hoạt động tạo cảnh quan, môi trường được chú trọng, hình thành ngày càng nhiều không gian xanh, tươi đẹp trên mảnh đất giàu truyền thống lịch sử này. Thưa anh ạ, trong thời gian qua thì cán bộ, chính quyền địa phương cũng như là nhân dân xã Gia Phương đã có những cái hoạt động như thế nào để nhằm cái bảo vệ cái môi trường cũng như là tạo cái cảnh quan ở địa phương ngày càng xanh sạch đẹp ạ? Trong thời gian vừa qua, trong năm 2022 và năm 2023 thì
Về công tác vệ sinh môi trường thì đảng ủy ủy ban nhân xã là thường xuyên hàng tháng đều có kế hoạch để triển khai trong các khu tổ thôn xóm để tiến hành công tác tổng dọn vệ sinh môi trường để tạo để giao cho hội phụ nữ xã là một trong những cái tổ chức mà có nhiều chị em phụ nữ là người giữ mái ấm trong gia đình thì đã làm tốt công tác vệ sinh môi trường để tạo đã xây dựng được các cái mô hình nhà sạch vườn đẹp và tạo những cái cảnh quan trồng đường hoa cây cảnh. Trong năm 2023 thì đảng ban nhân xã đã tổ chức trồng nhiều cây xanh trên các cái trục đường, đặc biệt là phục vụ những cái khu công cộng để đảm bảo vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp để cho bà con nhân dân tham gia sinh hoạt là những cái khu sinh hoạt cộng đồng. Để hướng tới kỷ niệm 1055 năm nhà nước Đại Cổ Việt, vậy thì chính quyền địa phương mình đã có các cái kế hoạch cũng như là cái công tác chuẩn bị như thế nào để hướng tới kỷ niệm cái dịp này ạ? Thì về để chuẩn bị cho cái kỷ niệm 1055 năm ngày Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế thì Đảng ủy ban nhân dân nhân xã đã ngay từ đầu năm đã xây dựng kế hoạch để giao cho các cái ban ngành đoàn thể thực hiện cái nhiệm vụ, đã tổ chức các cái tổng dọn vệ sinh môi trường cũng như là xây dựng các cái chương trình kế hoạch để tham gia cái lễ hội dứt kiệu Hoa Lư ở tỉnh Ninh Bình, Hoa Lư ở tỉnh Ninh Bình. Và trên địa bàn xã thì nay chúng ta đang cho các cái đội văn nghệ để tham gia tập luyện văn nghệ để phục vụ cho cái đêm lễ hội vào ngày 9 và ngày 10 tại trên đền Đinh xã Gia Phương. Song song bên cạnh đó thì đã giao cho các thôn để tuyên truyền bà con nhân dân để tìm về cội nguồn cũng như là tuyên truyền trên các hệ thống truyền thanh và các trang thông tin điện tử của địa bàn để tuyên truyền là để cho bà con nhân dân và khách du khách thập phương để biết được cái ý nghĩa và cái cội nguồn của Đinh Bộ Lĩnh trên đặc đóng đô được sinh ra và lớn lên ở tại quê hương Gia Phương trên chùa Lăng Phát Tích và chùa Cái Lân. Thì đảng ủy ban nhân dân xã đã xây dựng kế hoạch giao cho các nơi tín ngưỡng tôn giáo để được chuẩn bị chỉnh trang các cái hệ thống băng rôn khẩu hiệu cũng như là đường hoa cây cảnh và các cái hoạt động văn hóa tâm linh làm sao tạo không khí vui tươi phấn khởi nhất cho bà con nhân dân cũng như là tín các Phật tử ở khi được về chiêm bái ở các cái khu di tích lịch sử. Song song bên cạnh đó thì ban nhân xã đã đang tiếp tục đầu tư các cái hệ thống giao thông để phục vụ cho cái lễ hội cũng như là các cái hoạt động chung của địa phương. Vâng, một lần nữa rất là cảm ơn những chia sẻ của anh ạ. Vâng, cảm ơn anh ạ. Thưa quý vị và các bạn, được sinh ra lớn lên với mảnh đất giàu truyền thống lịch sử luôn là niềm tự hào để thôi thúc mỗi người dân không ngừng phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Gia Phương hôm nay trải dài màu xanh của sự ấm no, của bình yên và hạnh phúc. Tới đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.